Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Linh sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái bí kíp để làm sao cho chúng ta có thể ăn ngon, ngủ ngon mà chúng ta không có còn bị mất ngủ nữa. Hơi ai hết thì Linh biết là khi mà mình bị mất ngủ thì sáng hôm sau cái đầu óc mình nó không có tỉnh táo và mình không có làm được bất cứ công việc gì hết. Mình làm trong một cái trạng thái tinh thần mà lúc nào nó cũng lơ ngơ hết. Thì đâm ra là cái công việc mình làm nó sẽ không có hiệu quả. Và Linh cũng đã từng gặp phải tình trạng này rồi. Linh đã từng uống thuốc ngủ nè, tập gym nè, rồi làm công việc mệt mỏi cả ngày luôn rồi. Nhưng mà không hiểu sao á là về tối về đến nhà là mắt cứ chơi chơi không ngủ được, làm cái nào cũng không thể nào ngủ được, mà sáng hôm sau thì mình rất là mệt và không làm được gì hết á. Nhờ là có một người bạn giới thiệu cho Linh cái sản phẩm trà ngon ngủ ngon này thì Linh đã ngủ rất là ngon luôn. Mọi người biết không, ngày xưa một tiếng bíp nhỏ xíu thôi là Linh cũng đã giật mình thức dậy rồi, không hiểu sao là cái thần kinh của mình nó vẫn kinh khủng luôn. Nhưng mà bây giờ thì có thể là ngủ ngon một giấc tới sáng luôn, không có bị giật mình thức giấc nữa, kể cả là tiếng động lớn nè hoặc là tiếng bất cứ tiếng động gì Linh cũng không có bị thức giấc luôn, ngủ một giấc sâu tới sáng và mình có thể giải quyết công việc một cách tỉnh táo và mình cũng khỏe khoắn hơn trong người. Và trà này thì 100% từ những thảo dược thiên nhiên, cho nên khi mà chúng ta sử dụng thì nó vừa giúp ăn ngon ngủ ngon, vừa làm cho mình bồi bổ sức khỏe, tăng sức đề kháng cho cơ thể, giảm triệu chứng suy nhược cơ thể. Cho nên là những ai mà chúng ta đang cảm thấy là cái cơ thể mình nó yếu quá hoặc là nó mệt thì nên sử dụng sản phẩm này, sử dụng cứ lâu dài không sao cả, càng sử dụng thì cơ thể mình càng khỏe và detox cho cơ thể nữa, rất là tốt cho sức khỏe của mọi người. Đặc biệt là những anh, những chị, những cô, những chú, bác nào mà lớn tuổi mà thực sự rất là khó ngủ hoặc là ăn không ngon, cái bữa ăn của mình bị kém ngon thì nên dùng sản phẩm này càng sớm càng tốt để cho nó cải thiện cái bữa ăn của mình. Nó làm cho cái khẩu phần ăn của mình ngon hơn và làm cho cái bữa ăn của mình được cải thiện đi rất là nhiều, và nó còn tăng cường trí nhớ nữa. Cho nên sản phẩm này đặc biệt thích hợp cho những người lớn tuổi luôn ạ. Mỗi ngày thì chúng ta chỉ cần lấy 5 gram trà pha với 150 đến 200 ml nước sôi, sau đó thì mình để nguội và dùng được rồi. Còn những ai mà chúng ta bị mình không có quen cái vị như thế, chúng ta muốn uống ngọt hơn thì mình có thể cho thêm đường và mật ong vào, làm sao cho cái khẩu vị mình uống ngon là được rồi. Nhưng mà Linh nghĩ là nó không khó uống đâu. Đúng rồi, thì nó rất là dễ uống. Những ai mà chúng ta có cái sở thích nhâm nhi uống trà thì cái sản phẩm này là đặc biệt dành cho mọi người luôn đấy ạ. Uống vừa ngon vừa bổ lại tốt cho sức khỏe của chúng ta nữa. Mỗi ngày thì chúng ta cứ pha sáng nè, trưa nè, chiều nè, tối chúng ta uống không sao cả, bởi vì trà ăn ngon ngủ ngon cho nên nó không làm chúng ta bị mất ngủ. Nhiều người thấy có cái quan niệm sai lầm là trà sẽ mất ngủ, nhưng mà đối với trà này nó vừa giúp cho chúng ta ăn ngon ngủ ngon, cải thiện cái giấc ngủ rất là tốt luôn ạ. Thì hôm nay Linh đã chia sẻ cái bí kíp này đến với mọi người, thì Linh hy vọng là tất cả chúng ta sẽ có một cái bữa ăn ngon, một giấc ngủ thật là sâu và một sức khỏe thật là tốt nha. Và bây giờ thì Linh xin chào tạm biệt, bye bye.